Mày đừng có ngậm máu phun người nhá. Mày có tin là tao sống mãi với mày không? Bà đừng có già mồm nữa. Tôi điều tra ra cái mồm bà phun ra chứ không phải ai phun nhá. Đừng có cãi, đi. Đâu, bằng chứng đâu? Nếu không thì nhà tao chỗ mày một trận. Mày đừng có vô láo vô tết nhá. Bà xin bằng chứng, tôi xin cho bà bằng chứng. Mày, chó đen hả? Có chuyện gì ấy? Bảo sao? Ê, thằng Nến, hay nhỉ? Ông ơi, ông này nó bắt nạt vợ ông thế à? Bọn anh lúc nào cũng tất bật, vất vả thật đấy. Thế nên mới ế. Ừ. Nghe có vẻ sai sai. Thế anh đến đây có việc gì không? Thế cứ có việc mới được qua. Thì bọn anh lúc nào chẳng bận. Hôm trước anh lên huyện có việc, thấy cái này nghĩ ngay đến em. Em đeo vào chắc là hợp lắm. Tặng em á? Đây, còn cả món em yêu thích nhất nữa. Bọn con hoàn toàn là quan hệ công việc. Hiện giờ anh Nam đang bị thương, mà chăm sóc người bệnh là nghĩa vụ của con. Thế thôi. Con gái này, con có thể che đậy cảm xúc với cả thế giới, nhưng với mẹ thì không nhá. Theo kinh nghiệm của mẹ, mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy. Cậu ta sẽ khống chế được con ngựa bất kham trong con. Còn con gái của mẹ cũng không kém cạnh trong việc cầm cương đâu. Xã Tân Xuân này trước đây nhà nọ sang nhà kia, tình làng nghĩa xóm ấm áp, cởi mở lắm. Ấy vậy mà từ ngày bán được đất thì so đo tị nạnh, hơn thua nhau từng tí một, tình cảm mất hết cả. Cả đứng ra! Những đơn thư này đã được xác minh, việc tố cáo là không đúng, chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Em hiểu rồi ạ, em sẽ về Tân Xuân. Bây giờ công an chính quy người ta về xã làm việc rồi, không ào uông như ngày xưa đâu. Các chú từ nơi khác đến không thể áp đặt luật và lệ làng. Căn bản chẳng có ai muốn gặp mấy anh công an đâu, hãi lắm. Mấy chị mày vi phạm á, hơi bị khó đấy. Gặp mấy gọi rồi, cho chim lòn đó. Quan trọng nhất là phải gần dân có được cái tình xử lý mọi công việc, nó mới dễ.